nổi giữa đường, giữa một cánh đồng mênh mông xanh rờn bao la. Trong lòng cảm thấy rất là vui anh em à. Bởi vì mình đã cố tình tạo được lỗi FI này rồi. Rồi anh em thấy hay thì nhớ bấm like, đăng ký kênh nha. Về già mình sẽ giải đáp. Bây giờ anh em cứ suy nghĩ đi, lỗi gì. Ok, xin chào anh em, là mình Live Spa đây. Hôm nay thì mình sẽ làm đánh ban bệnh FI nha. Rất là vui luôn. Mình chạy một hồi khoảng tầm 10 đến 15 phút và cái đèn đèn mu và cái chữ FI nó đã hiện lên. Bây giờ mình mô tả cái tình trạng như thế này là đèn mu nó sáng nè, cái đèn FI và cái ô đô nó cứ nhảy lưng phiên. Cái lỗi này thì vẫn cho phép xe chạy được nha. Cái lỗi này mình đã biết trước là cái lỗi gì luôn, nhưng mà mình cố tình mình làm, mình thử nghiệm để giống như là người thật việc thật vậy đó. Để có nhiều anh em nói là toàn là thanh phán suốt ngày chỉ có nói lý thuyết không, không có làm gì hết. Xạo chó. Và sẵn trong video này mình nói luôn, mình không phải thợ thầy nha, không phải kỹ sư trưởng của xu gì hết, mình chỉ người đam mê thôi. Mình cố tình mình làm, mình giúp đỡ anh em. Rồi với cái nữa là cái lỗi FI nào chạy cho xe cho phép xe chạy được và những cái lỗi nào mà xe không chạy được thì mình đã nói rất là rõ ở một cái video trước rồi. Anh em nào quan tâm thì bấm lại cái link đó anh em xem. Cũng có một cái vấn đề mình muốn nói nữa là cái FI này nó nổi lên thì anh em nào mà không có biết á thì đừng có dội phán cho cái cảm biến oxy nha. Tại vì mình lên diễn đàn thấy cứ FI nó nổi lên anh em cứ vô tội vạ phán cho nó lỗi cảm biến oxy, tội nghiệp nó lắm. No God please no no. Không phải cảm biến oxy không đâu, nó nhiều lỗi. Và cách đọc lỗi thì sử dụng cái máy scanner hoặc là dùng cái cây kim tây á, chọt vô cái lỗ kia mình đọc thôi. Bây giờ mình không có cái kim tây thì đó, mình sẽ chạy, mình quay với nhà, mình sẽ đọc lỗi lại cho anh em xem và giúp anh em giải quyết. A few moments later. Rồi bây giờ mình vừa chạy một tay mình vừa quay nè anh em. Anh em cứ nhìn đi và em tự suy nghĩ cái lỗi gì nha. Đây là một cái con đường rất là đẹp. Và con đường này thì các xử nhi Racing Boy của Săn Lửa cũng hay là đổ phá ở trong đây. Rồi xe vẫn chạy được bình thường nha anh em. Rồi bây giờ mình tập tắt máy rồi về mình đọc lỗi, mình hướng dẫn cho anh em nha. 2000 years later. Hồi sáng mình có làm cái ban bệnh FI á thì bây giờ mình làm lại nè. Mình chạy một hồi thì cái đèn FI nó sáng lên nè. Tranh thủ là lúc còn tươi nóng hổi thì mình sẽ gọi lỗi luôn rồi xem lỗi gì nha anh em. Đây. Giữa cái rừng cái đường cao su giống dẻ nè, tranh thủ làm luôn cho nó sốc dẻo. Cách gọi lỗi thì mình đã hướng dẫn nhiều rồi. Anh em là dùng cái sợi dây điện hay là cái kẹp giấy hay là công tắc gì đó, anh em đấu vào cái cọng là đen sọc trắng và trắng sọc đỏ ha. Rồi sau đó thì mình sẽ ở đây mình có công tắc tự chế nè, bây giờ mình nhấn lên là để gọi lỗi coi lỗi số mấy nha. Rồi nhấn nè. C65. Thực ra cái video này mình tính đánh ban bệnh C16 nhưng mà nó lại ra C65. Thôi bây giờ anh em cùng mình quay về pit stop để nghiên cứu sâu thêm nha. 2000 years later. Đây lỗi FI vẫn còn nha, tranh thủ là không có tắt máy luôn á, để như vậy luôn để mình gọi lỗi. Hồi nãy mình đã gọi bằng cái phương pháp thủ công bằng công tắc rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái máy MST Auto Scanner này để mình gọi lỗi cho anh em xem là chi tiết cái mã. Hồi nãy là C65 đúng không? Rồi bây giờ mình xem lại trên máy này như thế nào. Ồ hơi tối ta. Mã bảo hiện tại nha, Enter. Đây anh em thấy không?
B0507 ASC Val RPM higher than gì đó. Giờ coi chi tiết nè. Đây, RPM higher than requested. Rồi, C65 này lúc trước mình đã có làm một cái video hướng dẫn anh em rồi nha. À, anh em vui lòng coi lại cái video đó. Vỗ tay, vỗ tay. Và có một sự rất là bất ngờ. Là sao? Tại vì hôm nay thực tế ra mình cố gắng mình thử mình đánh cái banh bệnh là C16. Nhưng mà kết quả lại là nó lại ra là C65. Thì anh em biết cái nguyên nhân từ đâu hay không? Đây, mình đã cố tình mình tháo cái con cảm biến tốc độ trên xe Suzuki GSX S150. Đây, vị trí của cảm biến tốc độ nha. Thì như lúc đầu mình chạy á, mình chạy khoảng tầm 5 phút và cái đồng hồ báo tốc độ này lúc nào nó cũng bằng không hết. Sau 5 phút thì bắt đầu nó mới nhảy lỗi lên, đèn mưu nó sáng nè, chữ FE với Odo nó nhảy qua nhảy lại. Thì cái lỗi này xe vẫn chạy được một cách bình thường, không có một cái sượng hay khực gì hết trơn đó. Tuy nhiên khi mà anh em tắt máy và anh em mở máy lại chạy lại, mở máy chạy tại chỗ ha, thì nó không có nhảy lỗi. Vì vậy là mình đã cố gắng mình chạy vòng vòng ngoài đường cho nó nhảy lỗi mà mình để như vậy tới nhà. Rồi, bây giờ mình tắt máy một chút xíu anh em ha. Tắt máy cho nó đừng có ồn, để mình cho anh em xem cái lỗi nè. Bây giờ thì xe nó tắt máy rồi, trên đồng hồ tắp lô nó không có hiện lỗi nữa. Do đó mình sẽ gọi lại cái lỗi lịch sử nha. Đây, lỗi lịch sử nè. P0507 là C65 á. Chi tiết là cái ASC van, tức là van tốc độ cầm chừng nè. Rồi cái tốc độ cầm chừng nó hơn, nó vượt quá cái yêu cầu. Thì hôm hổm mình đã làm một cái lỗi C65 những cái nguyên nhân đó rồi. Tuy nhiên thực tế trên xe GTX này, lỗi C65 này nó còn liên quan đến cái vấn đề là cảm biến tốc độ anh em à. Đây, mình đã cố tình mình tháo cái cảm biến tốc độ ra. Thì lúc chạy xe á, cái đồng hồ tốc độ thì nó vẫn là số 0, nó không hoài. Mặc dù cái vòng tua máy nó vẫn cứ lên cao, thì chạy khoảng là 5 phút thì nó bắt đầu báo lỗi C65. Thì suy luận một cách logic tức là sao? Tức là cái dòng tua máy á, thì mình lúc nào mình cũng để là nó trên cao khoảng hơn 5.000 ha, hơn 5.000. Thì trong khoảng thời gian đó thì cái máy, cái ECU nó hiểu là xe lúc này nó vẫn là đang tốc độ cầm chừng, và cái tốc độ vòng tua nó vượt quá như vậy thì nó sẽ báo lỗi C65 đó. Thì ngoài C65 những cái nguyên nhân mình đã nói lúc trước, thì bây giờ kèm thêm một cái là anh em phải kiểm tra lại cái cảm biến tốc độ này, là xem cái cảm biến tốc độ này á, cái con cảm biến này nó còn hoạt động hay không, và cái điện cấp nguồn này, tín hiệu nè, nó có còn nguyên vẹn hay không, hay nó có bị đứt gì hay không ha. Thì bằng cách là chúng ta đo volt, đo thông mạch này nọ, đo điện trở. Rồi thì rất là tiếc, thì mình bắt đầu mình suy nghĩ là C16, nhưng mà rút cuộc lại là C65. Vẫn thành công từ đỉnh cao nhất, trải qua đắng cay ngọt bùi. Đó, thì thôi video này hướng dẫn cho anh em thêm là cái lỗi C65 nó còn liên quan tới là cái cảm biến tốc độ nha. Anh em nhớ kiểm tra lại cái cảm biến tốc độ đó. Ngoài ra C65 á, thì cũng có một số anh em chia sẻ, và chính mình cũng tìm hiểu trên một số cái forum bên nước ngoài á, thì có người ta nói là liên quan đến cái công tắc côn anh em. Đây, cái công tắc côn trong đây nè. Đó, công tắc côn thì có khả năng là cái dây công tắc côn, cái dây điện nó chập lại với nhau á, thì lúc nào là xe nó cũng là trong cái trạng thái là còn số thì không, tức là không có bóp côn, không còn số không bóp côn thì vẫn đề được đó. Thì nếu mà suy luận sâu xa thì nó liên quan, có thể là nó liên quan tới cái tốc độ cầm chừng, thì như vậy thôi. Như vậy video này kết thúc đến đây anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe nha. Và bởi vì là những cái vấn đề này đó, là những cái lỗi mà FI này hầu như là không có ai chia sẻ một cách chi tiết cụ thể đâu anh em à. Mình đã coi rồi, từ những cái YouTube Việt Nam cũng như là những cái trang nước ngoài á, họ nói một cách là sơ sài hoặc là không có nói gì đâu.
thì hy vọng là anh em có một cái vấn đề gì đó về cái vấn đề FA, anh em cứ mạnh dạn comment để lại trên YouTube ha. Nhớ nói là cái đời xe gì, lỗi cái triệu chứng nó như thế nào, và cái xe có độ cái gì hay không nha. Thì mình sẽ cố gắng là những video sau mình tiếp tục mình nghiên cứu về cái lỗi C16 này để mình giúp đỡ một số anh em là bị cái vấn đề đó nha. Ok.